Chào các bạn. Kinh tế toàn cầu trong giai đoạn vừa qua thì ai cũng đã có thể nhìn thấy rằng là đang bước vào cái giai đoạn suy thoái. Và cái việc suy thoái kéo dài bao lâu, kéo dài như thế nào, độ sâu của suy thoái ra làm sao trong năm 2020 thì chúng ta sẽ còn phải chờ đợi thêm hai quý cuối năm của năm 2020. Tuy vậy thì một vài vấn đề mà hiện nay rất là nhiều các cái chuyên gia kinh tế hàng đầu, đặc biệt là những người tham gia trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán thì đang có một vài cái phân tích, cái chia sẻ liên quan tới việc liệu cái 3 cái tháng, 4 tháng đầu năm năm 2020 của dịch bệnh Covid-19 là một tai nạn của thị trường chứng khoán trên toàn cầu hay nó chỉ là một cái dấu hiệu ban đầu chờ báo hiệu cho một cái xu hướng dài hạn hơn, đi sâu và xa hơn trong thời gian sắp tới. Thì với những cái thứ mà chúng ta sắp đặt trên cái thông tin hiện nay thì chúng ta nhìn trên biểu đồ, chúng ta không khó để nhận ra rằng thị trường chứng khoán Mỹ trên chỉ số gọi là S&P 500, chỉ số của 500 những cái cổ phiếu mà có rất nhiều các cổ phiếu công nghệ lớn như Amazon, Apple, Google, Tesla và rất nhiều những công ty gọi là lớn đang có cái mức vốn hóa trên hàng nghìn tỷ đô vốn chủ sở hữu đã tăng và đã đưa cái mức hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 trên màn hình anh chị các bạn thấy đó là rất là tăng rất là nhanh và vượt qua cái mức đỉnh cũ của cái giai đoạn cuối năm 2019. Đây, đỉnh cũ 2019 nó đã vượt qua rồi. Và vì cái việc vượt qua này thì làm cho rất là nhiều nhà đầu tư cho rằng là thực tế thì thị trường vẫn là thị trường con bò cho dài hạn, và cái việc mà Covid-19 thực ra chỉ là một cái tai nạn hy hữu mà thị trường phải đón nhận, phải gánh chịu. Lý do là bởi vì các nhà đầu tư thì e ngại và lo sợ cho cái câu chuyện Covid nó ảnh hưởng tới các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp do giãn cách xã hội. Và đúng vào cái giai đoạn mà giãn cách xã hội mạnh nhất ở Mỹ thì cái chỉ số này nó cũng suy giảm và nó làm cho toàn bộ cái nền kinh tế trên toàn cầu bị suy giảm theo. Kể từ đây, chính xác của nó là kể từ ngày 19 tháng 2 và giảm tới ngày 20 tháng 3. Như vậy là trong vòng đúng một tháng, chính xác là một tháng đã làm cho chỉ số này giảm sâu. Sau đó thì sau cái đợt giảm sâu cuối tháng 3 thì sang đầu tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Như vậy là chúng ta có 4 tháng hồi phục mạnh mẽ và chưa bao giờ mạnh như cái giai đoạn này. Đến ngày hôm nay thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu nói về cái câu chuyện, nhiều người bắt đầu thêu dệt và chia sẻ và nói về cái câu chuyện rằng là thôi rồi, không phải là khủng hoảng gì đâu, cuộc sống thật là đẹp tươi. Có thể sẽ nói đến những câu chuyện to tát hơn, tức là thị trường con bò vẫn tiếp tục. Nhìn vào những cái chỉ số như thế này thì chúng ta hoàn toàn cũng thể thấy được rằng là cái việc người ta nói như vậy nó cũng chả có gì là sai, không có gì là sai cả. Là lý do là bởi vì các cái đường chỉ báo chúng ta thì thấy nó cũng vẫn đang nằm ở trong cái xu hướng tốt, tích cực. Đấy, các cái đường chỉ báo mà chúng ta hay dùng MA ROT, nhưng mà tuy vậy thì cái câu chuyện những cái tai nạn kiểu như này nó đã gây ra rất là nhiều cái thương tâm cho rất là nhiều nhà đầu tư mất tiền trong một cái khoảng thời gian quá ngắn, và chính cái việc quá ngắn đó thì chúng ta sẽ tạm gọi nó chính là những cái mà nếu như trong giới tài chính hay gọi đó là đây chính là cái tai nạn, hay là gọi là vụ thiên nga đen đó. Cái đầu tiên mà người ta đang nói đến chỗ này đó là tai nạn. Ok rồi, nhưng câu chuyện khác chúng ta phải bàn thêm đó là S&P 500. Còn Dow Jones thì đang công phá vùng đỉnh cũ và những cái tín hiệu trên biểu đồ tuần, đây trên màn hình chị bạn là đối biểu đồ tuần, thì nó cho thấy là cái dấu hiệu cũng chỉ đang bắt đầu là tạo ra cái đỉnh thứ hai thôi. Chưa cao bằng cái đỉnh lịch sử của Dow Jones. Dow Jones lịch sử của nó là 29.568, còn hiện nay thì đã cám mốc là 28.733. Như vậy còn có 1.000 điểm nữa thì nó sẽ chạm mốc đỉnh lịch sử. Do cái câu chuyện S&P nó đi trước là bởi vì S&P nó có những cái cổ phiếu công nghệ để dẫn dắt trong cái chỉ số S&P 500 nên nó vượt cái đỉnh cũ, mà những cổ phiếu công nghệ thì giai đoạn vừa qua tăng rất là nhanh. Còn nếu nhìn vào Dow Jones thì chúng ta thấy rằng là Dow Jones còn đang rất là ì ạch.
và các cái chỉ báo của Dow Jones thì khác hoàn toàn so với S&P. Rồi, câu chuyện thứ ba là Shanghai, một trong những nền kinh tế được cho là thế giới là bị ảnh hưởng, Trung Quốc là một nước Covid đầu tiên đây, cái giai đoạn mà Covid Covell của họ đây, họ cũng giảm với thế giới, họ giảm từ ngày cuối tháng 12 đây, cái vị trí này là vị trí khoảng tầm mùng 2 tháng 12 và giảm trong vòng 3 tháng, giảm về cái ngày mùng 2 tháng 3, khoảng mùng 2 tháng 3 gì đấy, ta mở video ngày thì chúng ta thấy rõ nét hơn. Đây quý vị các bạn. Đây họ cũng bị giảm như thế luôn, họ giảm đây. Giảm từ ngày 13 tháng 1 là đúng hơn và đến ngày chính xác nó là ngày 19 tháng 3. Và họ giảm theo từng cái chu kỳ của Covid, thì giảm đầu tiên sau tăng và từ đó đến nay thì họ tăng vượt đỉnh luôn, vượt đỉnh của năm 2019 luôn. Như vậy là Trung Quốc là một trong những nước mà nhiều bạn người bảo là bị ảnh hưởng này kia, thì tôi lại thấy rằng là nó ít bị ảnh hưởng và tỷ số chứng khoán của nó tăng rất là tốt. Thì câu chuyện của cuối video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn là liệu rằng là cái câu chuyện anh chị và bạn là cái màn hình quay nó hơi tệ một tí, không sao anh chị bạn hả? Lý do là vì do cái bộ lọc của ta là ta để chế độ nó hơi kém hay sao ạ? Rồi. Do cái bộ lọc á, do cái bộ lọc mà ánh sáng màu nó lên nhiều quá nên là chúng ta bị ảnh hưởng thôi, không sao cả. Thắng đang dùng OBS để quay và cái hình ảnh Thắng thấy là Thắng sẽ lọc màn hình xanh ở phía sau nên là nó sẽ thành cái hình không có cái gì cả để đỡ vướng đây. Thắng quay cho bên này anh chị bạn nhìn này, quay cho bên này anh chị bạn nhìn. Nó sẽ mất đi để cho anh chị bạn nhìn thấy hơn. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận vấn đề theo cái cách như các anh chuyên gia nói rằng là uptrend, thị trường vẫn uptrend, vẫn là con bò, dài hạn thì vẫn là bò, kiểu thế. Đây, đầu tháng đây, đầu tháng của S&P 500 đây. Đây, M màn cây đó, S&P 500 đó. Đây, đầu tháng của Dow Jones đây. Đó, chúng ta thấy biểu đồ tháng của Dow Jones này. Ok, thì phần lớn mọi người đều cho rằng hiện nay đang vẫn là uptrend. Bởi vì mỗi lần uptrend như vậy thì nó đều có những cái tai nạn. Đặc biệt là ví dụ cái tai nạn của cuối năm 2015, đầu 2016 nó cũng có một cái tai nạn. Và trong quá trình đi lên như vậy thì nó có những cái tai nạn. Nhưng chúng ta lưu tâm dùng thắng một câu chuyện lần này. Dow Jones tai nạn, ok. Cái tai nạn này là tai nạn thương tâm và nó đã dẫn đến chết người. Đấy, cái câu chuyện chúng ta phải nhớ thế. Và vì sao có cái tai nạn này thì nó là Covid-19. Và vì sao Covid-19 lại ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề như vậy? Nó là cái tính bi quan liên quan đến sức khỏe con người. Và khi sức khỏe con người bị ảnh hưởng thì tai nạn rất lớn xảy ra, nhưng nó không phải là nguyên nhân chủ chốt của câu chuyện khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bởi vì khủng hoảng của tất cả các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đều bắt nguồn từ thị trường tài chính và đều bắt nguồn từ cái vấn đề vay nợ, bong bóng nợ và các vấn đề liên quan đến đòn bẩy nợ. Thì rõ ràng cái Covid-19 nó không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy nợ, nó không bởi bị thổi lên bởi đòn bẩy nợ, nó không bị bởi vì ảnh hưởng của nợ. Ngay cả như khủng hoảng kinh tế công nghệ .com ngày xưa nó cũng là câu chuyện của nợ, khủng hoảng nhà đất Mỹ nó cũng là câu chuyện của nợ. Và các cuộc khủng hoảng tài chính của Đông Á năm 1997 cũng là do nợ. Khủng hoảng Argentina cũng nợ. Khủng hoảng gần đây nhất là khủng hoảng Hy Lạp cũng nợ. Và rất nhiều các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng từ cục bộ tới một khu vực hoặc là cả toàn thế giới đều là do nợ và do cái hệ thống tiền tệ tạo ra. Còn Covid-19 thì không phải như vậy. Và trước Covid-19 thì lại càng không phải như vậy. Nó là cuộc khủng hoảng liên quan tới thương mại, thấy thương chiến Mỹ Trung, tới những cái thứ con người có thể kiểm soát được và có thể dừng, tức là tiếp tục chiến tranh thương mại thì tiếp tục ngừng đàm phán và tiếp tục gọi là đánh thuế qua lại, còn không thích nữa thì dừng lại, con người tác động được. Nó cũng không phải là cuộc khủng hoảng nợ, nó không phải là cuộc khủng hoảng liên quan đến tiền và hệ thống tài chính. Do đó thì chúng ta đang mới chỉ là bắt đầu, theo tháng thì nó mới chỉ là bắt đầu cho cái câu chuyện gọi là bơm tiền lại pháp và kích hoạt cho một cái chương trình gọi là chả hay họ gì. Đó chính là thi nhau bơm tiền và thi nhau tạo ra các cái cuộc bong bóng nợ. Tất nhiên thì thế giới biến đổi và nhiều người đang cho rằng là
như chưa hề có cuộc chia tay, vẫn mọi chuyện vẫn ổn. Thắng thì tôi cho rằng đây chỉ là mới câu chuyện bắt đầu. Câu chuyện của những năm sắp tới mới chỉ bắt đầu, và rõ ràng rằng thị trường quá tử tế. Thị trường tử tế tới mức đó là tạo ra hai đỉnh luôn, hai đỉnh luôn. Tạo ra đồi thông đôi mộ luôn, và tạo ra một cái nó gọi là ngoài sức tưởng tượng của anh chị và các bạn. Đó chính là sự hồi phục một cách mạnh mẽ của thị trường tài chính. Tuy vậy thì thị trường tài chính thì dễ dàng có thể bơm tiền vào để cho nó hồi phục. Còn kinh tế thực có thực sự hồi phục hay không? Đó là câu chuyện của tương lai. Chúng ta sẽ được cập nhật trong những bản tin của Kinh tế và Cuộc sống trong thời gian sắp tới. Hân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn hai ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.